Rồi cây đầu tiên của tập này có mã số là 421. 421 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ thành phẩm rồi nha. Đây, cây thành phẩm luôn. Mót đầu luôn đó nha. Cây này hơi bị vip luôn. Này, mót đầu nối ngọn luôn rồi. Này, cái này về mình gian nắng luôn nha. Nói chung mấy cái tầm này nè, mình càng nắng nó càng ra bông nhiều. Đó. Có lũa luôn nha. Rồi ai mà giao lưu cây này thì mình sẽ tặng một chai màu lũa nha, để về mình quét lên. Quét lên để cho nó đỡ mối mọt. Cây này là một cây thành phẩm đến nở vuốt ngọn, cây này lâu năm thành phẩm rồi. Cây này tổng hoành là 108, cây cao là 75, đang nằm chậu đất nung bát tràng 46 nhân cho 33. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 4.500k bao ship luôn nha, luôn chậu. Cây đế rất là ok luôn nè, đế rễ nè, rất là khỏe nè. Nói chung cây này nó lâu năm lắm rồi, cả mười mấy năm rồi, cả chục năm á. Bốn ngàn năm trăm k bao ship. Rồi nhà mình xem ăn ý thì cũng hồ sơ luôn nha. Cây rất là đã luôn. Lũa thì lâu năm nó cũng cũng mục nha. Nhưng mà không sao, cái phần sống nó cũng tương đối nhiều, về mình vệ sinh kỹ lại nữa là ok thôi. Mà cây thì nó khỏe, tổng thể rất là khỏe luôn. Đây, cái này về mình lấy bót mình chà ra, mình chà ra những cái chỗ mục á, rồi bắt đầu mình quét lũ lên. Bốn ngàn năm trăm k bao ship luôn chậu, là một cây bằng lăng tím lá nhỏ thành phẩm nha, rất là đã luôn. Này, tay cành nè. Móc đầu luôn. Mình thích nhất là cái móc đầu đây nè. Rất là già. Bây giờ vừa xin qua cây này luôn nha.